Xin chào tất cả các bác ạ, chào mừng các bác đã trở lại với kênh Việt Anh Vinh Target Web. Chương trình rất cảm ơn các bác đã quan tâm tới em và ủng hộ em trong suốt thời gian qua. Em là Việt Anh chuyên về đồng hồ cứng, bút nhẫn, vật liệu, đồ cổ, đồ sư, đồ độc, đồ lạ, đồ hiếm. Ngày hôm nay thì em xin giới thiệu với các bác, đó là em lên một cái kính đó là khá đặc biệt, đó là đúc bồ la mi. Nhưng đúc bồ la mi này thì nó lại là đúc bồ la mi dạng gánh sống trâu. Đấy nhá, bọc vàng dáng sống trâu. Rất hiếm ở cái chỗ này này. Dòng la mi thông thường chỉ là dòng la mi đòn gánh thôi. Chứ dòng la mi mà sống trâu này thì nó rất là hiếm. Và bọc vàng xong nó là cầu đều cầu to, bản đều bản to. Đó, nó rất là hiếm. Mắt thì mắt mà nâu trà nhạt, mắt thủy tinh, mà trong thì rất là trong vắt, trong veo. Đeo có thể đi được cả buổi tối luôn. Đó. Size nó khá to đấy, vì con này nó là size 145. Mỗi lần em quay là em sẽ quay là các góc cạnh góc độ cũng như chụp ảnh cũng thế, để các bác có thể thấy được những vẻ đẹp của cây kính. Đó, các bác thấy là em quay rất là cẩn thận nhá. Trên dưới ngang dọc xuôi ngược để các bác ngắm được. Và nếu các bác mà xem trên hình ảnh của cái YouTube với ánh đèn điện và camera này nó không nét đấy, thì các bác yêu cầu là chụp ảnh từ 30 đến 50 bức ảnh các góc cạnh, góc độ, các tư thế và kèm theo một video ở ngoài trời, chụp ngoài trời nhá. Nó phản ánh đúng và chân thực nhất. Đó. Ở cầu giữa này nó có hai cái chuyện rất là tinh tế, một cái chuyện trong tam giác, đó một cái chuyện bên cạnh là chuyện vuông, trong tam giác ngoài là vuông. Đó, nó là rất là dòng này rất là hiếm. Cái dòng này gọi đúc bồ la mi sống trâu nhá. Size to bản cũng to. Đấy, mà cầu thì cầu đều cầu to. Chuôi ve còn trắng muốt, trắng tinh tình tình. Con này mới đến 97-98%, rất là hiếm. Giá thì êm ái quá nhá. Em nói cái giá các bác không nên giật mình, không nên ngạc nhiên. 6.900k. Bao và mỗi sản phẩm bán ra là bao chất, bao test toàn cầu, toàn lãnh thổ thế giới. Các bác yên tâm rằng dùng đồ và xài đồ. Nếu mà xem trên hình ảnh YouTube, bất cả hình ảnh YouTube chỉ thôi, nó đều là nó hơi bị ánh bóng ánh sáng, nó làm nó sáng quá. Nó có những chỗ tối quá thì các bác yêu cầu là chụp ảnh chi tiết ngoài trời. 34 bức ảnh, 30 đến 40 cái bức ảnh, các góc cạnh, góc độ, các tư thế và một video để quay thật rõ ràng và chi tiết cho mọi người xem. Bọc vàng sáng ánh gương. Và các bác nào Hà Nội có thể qua nhà em ở địa chỉ là ngõ 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Số điện thoại 0916566826. Các bác ở tỉnh xa cũng yên tâm rằng là em sẽ gửi hình ảnh cũng như là em sẽ gửi bưu điện hoặc là gửi bằng những phương tiện gì nhanh nhất như ô tô, máy bay, tàu hỏa. Phương tiện gì nhanh nhất hoặc tình hợp lý ở phía em sẽ gửi phương tiện đó. Và em xin thông báo một cái giá nó êm ái và cũng rất nhẹ nhàng như đẩy xe hàng thôi. Nó 6.900k hay còn gọi là 6.900.000 cho một cái kính, đó là đúc bồ la mi sống trâu, bảng to, cầu đều, bảng đều, cầu đều và bọc vàng sáng ánh gương nhé. Chuôi ve trắng mới tinh tình tình mới đến 96-97%. Mỗi một phiên kính em chỉ lên một cây kính và sẽ kèm theo đó là bài viết, hình ảnh, video
số điện thoại Zalo, địa chỉ, giá cả, rõ ràng, chi tiết, địa chỉ. Mọi thắc mắc các bác có thể gọi điện thoại trực tiếp cho em hỏi về cây kính đón như thế nào. Em sẽ giải đáp, thông báo cho các bác bất kể là một cây kính gì, đồng hồ, bút, nhẫn, bật lửa, đồ cổ, đồ xưa. Ban ngày nếu em bận quá thì em sẽ trả lời vào buổi tối các bác nhé. Xin thưa các bác là giá là có 6,9 triệu thôi. Lúc bộ Lamy sống trong bậc vàng, cái này của Pháp nhé, được sản xuất thập niên 1950-1960, kính nguyên zin toàn bộ. Và xin thông báo lần nữa là giá là 6.900k. Rất cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác, tạm biệt các bác.